lấy vòng tay khóa vào đầu giường, tiếp theo lấy kéo cắt hết quần áo của cô ra. Biết các ông không thích cảnh bạo lực thế này, nên tôi đã cắt hết rồi nhé. Bọn chúng bắt đầu quay phim chụp hình, xong xuôi lại đổi một bộ quần áo khác cho cô. Sau đó gửi những hình ảnh và video của cô đi. Đúng vậy, mục đích bắt cóc cô gái này của bọn chúng chính là tống tiền. Cô gái này có tên Alice, là con nhà đại gia. Buổi sáng vừa ra cửa đã bị hai tên tội phạm Vic và Sunny bắt cóc. Vic phụ trách trông chừng Alice. Lúc cô ra hiệu muốn đi vệ sinh, hắn ta liền lấy cái vô tôi giúp cô giải quyết nỗi buồn. Alice lại ra hiệu muốn đi nặng, hết cách tên Vic đành cầm tới cái xô nước sau đó cởi trói cho cô. Lúc này Alice lại chỉ vào quần mình bảo hắn ta quay đi, một cái thùng ngã thẳng vào đầu. Sau đó cô cướp lấy súng của hắn ta rồi ép hắn cởi vòng tay cho mình, không cẩn thận còn nhấn con súng khiến tường bị thủng một lỗ. Vic bị dọa sợ chết khiếp, vội cởi túi chụp đầu của mình ra. Lần này đến phiên Alice nhớ người, người tên bắt cóc này chính bạn trai của cô. Vic vội vàng giải thích cho cô, đây là kế hoạch của hắn. Bố của Alice có tiền nhưng lại chẳng cho Alice đồng nào, nên hiện tại hắn sẽ bắt cóc Alice để bố của cô phải nhả tiền ra. Lúc bố của Alice đưa tiền thì hai người sẽ cao chạy xa bay đến Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn. Anh vì yêu em nên mới làm như vậy thôi. Alice nghe xong thì chỉ nói một câu, im đi em mồm anh đi. Đúng lúc này bên ngoài lại có tiếng đập cửa, bởi vì Johnny không thể biết về quan hệ của hai người. Nếu bị hắn ta phát hiện thì cả hai có thể nắm tay cùng nhau lên thiên đường đó. Vì vậy họ quyết định tiếp tục diễn. Vic còng tay Alice lại chỗ cũ. Tới giờ cơm Johnny bón cho Alice ăn. Vic đứng ở một bên, liếc mắt một cái, chột dạ nhìn vỏ đạn mà Alice vừa mới bắn. Nếu để Johnny nhìn thấy chẳng phải sẽ bại lộ sao? Thấy hắn ta đã bón Alice ăn xong để bắt sang bên cạnh, không cẩn thận lại để cái bắt rơi xuống sàn. Chiếc thìa lăn đúng vào bên cạnh vỏ đạn. Vic nhanh chân bước tới chụp lấy cả thìa và vỏ đạn. May mắn thoát khỏi sự nghi ngờ của đồng bọn. Hắn ta vào nhà vệ sinh định vứt vỏ đạn đi, nhưng vỏ đạn nói nó không thích, xả thế nào cũng không trôi. Lấy giấy vệ sinh bọc lại rồi vẫn không được. Tiếng xả nước liên tục khiến Johnny chú ý. Hắn nhạy cảm đa nghi nên dùng Vic mau ra ngoài. Vic muốn thả vỏ đạn vào bồn rửa mặt, kết quả cũng không lọt. Tên Johnny lúc này đã chuẩn bị phá cửa xông vào. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Vic liền chọn cách nuốt nó. Vic thò tay vào bồn cầu moi cái vỏ đạn ra, không kịp nghĩ ngợi liền nuốt nó vào bụng. Vị của nó sẽ ám ảnh Vic cả cuộc đời này. Tên Johnny phá cửa xông vào lại chẳng phát hiện có điều gì bất thường. Chờ lúc hắn ta ra ngoài, Vic liền tới bên cạnh Alice, cởi vòng tay, rồi còn nhẹ nhàng mát xa chân cho cô. Hai người nhìn nhau một hồi rồi chuẩn bị làm chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó. Nhưng mới vào giai đoạn khai vị, Alice chớp lấy từ cơ vòng tay Vic lại. Cô nói anh bắt cóc tôi mà còn mở miệng nói yêu tôi à? Không cảm thấy được cười sao? Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này, lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi điện báo cảnh sát. Sau đó cầm súng đi tiếp Vic, giao chìa khóa cửa ra, lấy được chìa khóa ở trong túi áo của hắn ta. Đúng lúc này Vic thừa cơ đạp cho Alice một cái, giật được chìa khóa tự mở vòng tay cho mình, rồi trói Alice lại như cũ. Xong xuôi mọi chuyện, Vic cảm thấy dạ dày đau thắt. Vào nhà vệ sinh, ai ngờ nôn ra vỏ đạn anh nuốt xuống hôm qua, nhưng vẫn không biết giấu ở đâu. Hết cách, Vic chỉ có thể nuốt nó vào bụng một lần nữa. Một lúc sau, tên Johnny đã quay lại, nói gia đình của Alice đã chuẩn bị tiền chuộc rồi, đã đến lúc trao đổi. Hắn bỏ Vic ra ngoài lấy xe, còn hắn sẽ ở lại lo việc của Alice. Trong lúc đang vật lộn khống chế cô, thì chiếc điện thoại mà Alice dùng để báo cảnh sát rơi ra, bị Johnny nhìn thấy. Thế là toang, mọi chuyện đều đã bại lộ. Không còn cách nào khác, Alice chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Johnny nghe. Hắn ta nghe xong vô cùng buồn rầu. Rõ ràng đã bàn bạc tống tiền xong thì hai người cùng chạy trốn. Tôi tin tưởng anh như vậy mà anh dám cho tôi một cú lừa sao? Johnny quyết định phải trừ khử Vic trước. Cô con gái nhà đại gia bị hai người bắt cóc. Sau đó bọn chúng tiêm cho cô một liều thuốc an thần. Chờ lúc cô đã nằm im, chúng lấy chăn quấn cô lại, sau đó lấy băng dính cố định, chuẩn bị đuổi người lấy tiền. Đến một nhà kho bỏ hoang rồi trói cô vào một thanh sắt. Hai người đến vị trí để tiền chuộc. Đến địa điểm được chỉ định, Johnny bảo Vic đi lên cầm tiền. Vic mở nắp hầm ra trợn mắt khó hiểu. Bên dưới cái hố này chẳng có gì cả. Johnny bước ra nói cái hố này không phải để đựng tiền, mà là chuẩn bị cho cậu đó. Vic lúc này tức giận nhưng không dám làm gì, chỉ quỳ gối xuống, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ. Từ lúc Johnny không chú ý liền xông tới đẩy ngã hắn rồi bỏ chạy. Sau một màn cười bắt ngoạn mục, Vic đã thành công ăn một phát súng vào lưng. Johnny đi về phía hắn để kiểm tra, thì phát hiện Vic đã mất tăm mất tích. Johnny một mình lấy hết số tiền chuộc, rồi vội vàng quay về nhà kho bỏ hoang. Hắn quyết định giết người diệt khẩu. Lúc đang điều chế thuốc độc cho Alice, Vic từ đâu xuất hiện đá bay Johnny, nhặt khẩu súng dưới đất. Giờ đến phiên Johnny nước mắt lưng tròng, đúng là nước mắt khiến đàn ông mềm lòng. Johnny thành công ăn hai phát đạn vào ngực. Alice bảo Vic mau cởi vòng tay cho bay cho cô. Hắn liền đi tới chỗ tên Johnny lấy chìa khóa, không nói một lời quay đầu bỏ đi. Ngồi trên con xe tràn ngập hương vị của tiền cao chạy xa bay. Lúc này Johnny mặc dù dính hai phát đạn nhưng vẫn còn ý thức. Tục ngữ có câu người trước lúc chết luôn làm việc lành. Trước khi hắn nhắm mắt, thì lôi ra chụp chìa khóa dự phòng đưa cho Alice. Cô bắt lấy chìa khóa rồi tự cởi vòng tay và trói chân, rời khỏi nhà kho bỏ hoang, bước đi vô định trên con đường. Alice không khỏi cảm thán, việc toàn nghe trên báo đài mà cũng xảy ra với mình, đúng là gặp sao chổi.